Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những cái phụ kiện của các tên làm cho Google Nexus 5. Thì ở đây chúng ta có 3 sản phẩm. Thứ nhất là cái miếng dán da, thứ hai là cái flip cover, và thứ ba là cái bao da. Thì mình sẽ giới thiệu từng cái sản phẩm cho các bạn. Trước tiên mình sẽ nói về cái miếng dán da trước. Thì các bạn thấy là cái Nexus 5 được làm bằng nhựa, nên là các bạn cầm trên tay nó hơi không được thoải mái và êm ấm lắm như các bạn cầm da hay gỗ. Thì cái miếng da này giúp cho các bạn có thể cầm cái Nexus 5 nó thoải mái hơn, cũng như là nó bảo vệ cho cái điện thoại của chúng ta. Khi chúng ta để lên bàn nó sẽ êm hơn và chúng ta không chảy xước. Và đặc biệt các bạn có thể khắc những cái nội dung như là mình khắc những cái hoa văn lên trên cái Nexus 5 này. Một cái đặc điểm rất quan trọng nữa là cái miếng da khi nó dán vào nó sẽ dày lên một chút ở cái phần camera, thì nó giúp bảo vệ cái kính, lớp kính ngoài cùng của camera nó không bị xước. Thì lâu dài các bạn sẽ chụp hình nó vẫn đẹp như là mới mua vậy, không bị xước. Còn đây là cái bao da làm cho Nexus 5. Các bạn thấy là cái Nexus 5 nó hơi bầu ở bốn cạnh, và cái bao da được thiết kế với bốn góc bầu theo cái máy đó, nên là nó rất là ôm máy, vừa khít. Cái Nexus 5 nó rất là gọn, nên các bạn khi mà cái bao da làm ra nó cầm trên tay cũng rất là gọn theo, và nó kín ở cái xung quanh luôn, bảo vệ rất là tốt. Các bạn có thể bỏ cái điện thoại vào đây, nhét vào ba lô hay bất cứ chỗ nào, nó đều bảo vệ tốt cả. Và khi chúng ta có thể lấy ra bằng cách đút tay lấy điện thoại ra đó. Thì cái bao da nó được làm bằng da bò xịn nhé. Đây có những cái đường chỉ may theo phong cách của khách đẹp, rất là sắc sảo. Và cái nó được may xung quanh luôn, đâm ra cái bao này sẽ rất là bền, không thể nào hư được. Ở phía trong thì khắc tên có lót một cái lớp microfiber để khi các bạn bỏ điện thoại vào trong cái bao da thì nó sẽ tự động nó lau cái màn hình, giúp chúng ta làm có cái màn hình nó sạch sẽ hơn. Cái phụ kiện thứ ba của khắc tên cho Nexus 5 mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái flip cover. Thì nó là một cái miếng da dán từ phía sau đó, và nó có cái nắp che lên. Chúng ta khi mà điện thoại gọi tới, chúng ta có thể gạt qua trả lời, sau đó úp vào nói chuyện điện thoại. Và vì khắc tên có phép một cái lỗ speakerphone ở đây, speaker ở đây nó vừa với lại cái lỗ của loa, còn cái mic thì nó nằm ở dưới đây, chúng ta vẫn nói chuyện thoải mái khi gấp lại. Ở phía sau thì cái nắp trước nó được nối vào cái miếng dán da một phần như vậy, và nó được may bằng chỉ rất là đẹp, rất là sắc sảo. Đây là cạnh hông của nó, các bạn thấy rất là đẹp. Và ở cái khi mà chúng ta sử dụng cái flip cover như là một cái giá để đỡ cái máy lên như vậy, thì nó sẽ ở một cái góc như vậy, rất thoải mái. Rồi, cảm ơn các bạn.